một phần quà từ chương trình. Tất cả mọi người chú ý. Câu hỏi như sau: hãy đặt tên, họ và tên, chức vụ của hai vị ban giám khảo trong ngày hôm nay. Ai hút thẻ? Ai? Trần đầy cao quá, chóng hết cho bạn. Ai? Rồi, cái cậu thanh nhỏ nhất. Rồi, con nhớ con tên gì? À, con tìm vòng tay à, con tìm sao? Rồi, đây. Đây. Con đúng rồi, con hít đất. Ui giời ơi, câu này nó đòi sửa. Đòi sửa mà giữa tay tìm thầy làm gì? Ai ạ? Hãy đọc đúng tên của hai vị ban giám khảo và chức vụ của hai vị này ạ. Ai? Rồi, đây. Mời con. Thầy nghe không rõ, nhưng mà xinh quá, tặng luôn phần quà. Từ từ còn một phần quà nữa, ai có thể ạ? Đâu rồi? Rồi mời con bước lên sân khấu, đứng lại thầy một xíu. Ai ạ? À? Ai có thể đọc? Rồi em cho con luôn. Cái mic vào. Ui giời, nó trả lời cô Mạnh Lan Anh và thầy Phạm Hồng Thưởng không chết được. Rồi, mời con luôn. Mời con lên sân khấu, chúc mừng. Đó là cô Mạnh Lan Anh, giám đốc trung tâm ngoại ngữ Lan Anh và anh Lê Vinh ạ, MC phát thanh viên ở trên đây nhỉ. Rồi, xinh quá, có thể đứng bên đây. Xinh quá. Ai? What color is it? Pink. Giỏi, cho chào vào tay mọi người. Xứng đáng nhận quà không mọi người ạ? Xứng đáng không? Rồi, đưa cái thùng Lucky Box. Rồi, nhắm mắt lại. Rồi, thò tay vô. Cẩn thận, rắn nha. Thấy chưa? Chạy. Bốc xuống món quà to nhất của chương trình rồi chứ. Rồi, chúc mừng con. Một món quà tặng mẹ của Paris Academy Mai Thắng. Dịch vụ chăm sóc tóc VIP trị giá 399.000 đồng. Xin chúc mừng. Lắc cái thứ này chết. Nhắm mắt lại con. Nhắm mắt lại. Nhắm nha. Rồi cứ bóc đi nôi lên. Bóc đi đừng nôi lên. Wow, một phần quà đến từ chương trình. Xin chúc mừng con. Rồi chúc mừng hai đứa, cho con chạm vào tay ạ. Rồi đi xuống đi con.